Bảo Hiếu xin được gửi lời chào tới những người bạn chung niềm đam mê sáo trúc. À, các bạn thân mến, rất là vui hôm nay lại được gặp các bạn và chúng ta sẽ cùng giao lưu chia sẻ về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng đối với những người đang luyện tập bộ môn sáo trúc. À, đó chính là cách lấy hơi, ngắt câu sao cho hợp lý trong việc luyện tập bộ môn sáo trúc các bạn nhé. À, tại sao cái việc là lấy hơi nó lại quan trọng như vậy, đúng không ạ? Và lại thành một cái chủ đề để chúng ta giao lưu như thế này. Thì các bạn có thể thấy này, khi chúng ta thổi một bài hát dành tặng một ai đó hoặc là cho cộng đồng nghe thì cũng giống như là chúng ta đọc một bài văn xuôi hoặc đọc một bài thơ gửi đến họ và muốn là họ sẽ hiểu đúng ý của chúng ta, hiểu đúng ý của tác giả, người viết ra bài văn, bài thơ và viết ra cái ca khúc đó, đúng không ạ? Thì làm sao để khán giả hiểu được đúng ý của tác giả thì chúng ta phải thực hiện ngắt câu đúng chỗ, đúng không ạ? Đấy. Chứ nếu bây giờ các bạn ngắt câu không đúng chỗ, đấy, các bạn lấy hơi không hợp lý, dẫn đến việc là giống như chúng ta đọc một bài văn, bài thơ mà chúng ta dấu chấm, dấu phẩy, chúng ta đặt không đúng chỗ, chúng ta bị ngắt ngữ, đúng không ạ? Người nghe cảm thấy là ông này đọc không trôi chảy, hoặc là ông ngắt ở đấy là chưa hợp lý, hoặc người ta cứ cho là hợp lý thì người ta lại hiểu sai ý của tác giả, hiểu sai ý của chúng ta muốn trình bày, đúng không ạ? Nên là cái việc ngắt câu, lấy hơi nó rất là quan trọng trong việc luyện tập của chúng ta. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề này. Đúng không ạ? Trước tiên là cái việc lấy hơi của chúng ta. Thì nhiều bạn hỏi là bây giờ thì lấy hơi bằng 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 mũi hay bằng miệng? Bình thường là chúng ta thở là thở bằng mũi, đúng không ạ? Đấy. Thế bây giờ là lấy hơi bằng mũi hay bằng miệng? Trước tiên là về vấn đề này. Đúng không ạ? Thì xin chia sẻ với các bạn là tất cả các bạn nên và nên là bắt buộc là lấy hơi bằng miệng các bạn nhé. Tại sao như vậy? Vì các bạn thấy là khoang miệng thì rộng hơn diện tích khoang mũi, đúng không ạ? Chính vì vậy là các bạn hớp hơi ở miệng sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Chỉ đơn giản vậy thôi. Và khi nó rộng hơn thì nó ít tạo ra tiếng gió hơn. Bây giờ ví dụ nha, tôi đặt môi trong tư thế thổi sáo và tôi lấy hơi ở mũi, đúng không ạ? Các bạn thấy là nó tạo ra tiếng gió rất là lớn, và nếu như các bạn mà đặt cái mic ở đằng trước thì tôi nghĩ là khi các bạn lấy hơi thì người nghe nghe rất là rõ, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta chưa đạt được hiệu quả nghệ thuật trong cái vấn đề lấy hơi này. Đấy. Thì còn về lấy bằng miệng thì sao ạ? Đương nhiên là vẫn có tiếng gió nhưng các bạn sẽ thấy là nó hạn chế được hơn, đúng không ạ? Trong cùng một thời gian khoang miệng sẽ lấy được nhiều hơi hơn các bạn nhé. Đấy. Nên là các bạn sẽ tốt nhất là các bạn nên luyện tập lấy hơi bằng miệng các bạn nhé, hớp thật nhanh. Đấy, và làn hơi đi vào thì đi xuống bụng hay là vào ngực, đúng không ạ? Thì xin chia sẻ với các bạn là cơ thể của chúng ta một là khoang ngực, hai là khoang bụng. Đấy, thật ra thì bụng không có cái khoang chứa hơi đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nó bằng một cái cách nào đó mà chúng ta sẽ lấy hơi và cảm thấy là bụng nó phình ra, nó là một cái cơ như thế nào đó, đúng không ạ? Và trong cái thanh nhạc các bạn có thể thấy người ta nói là cột hơi ở bụng, và trong sáo cái việc là rung hơi bụng các bạn cũng thấy là nói rất nhiều vấn đề là lấy hơi vào bụng, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn phải làm thế nào để lấy hơi được vào bụng? Cái việc này thì nó vô cùng đơn giản thôi các bạn nhé. Đấy. Các bạn hay nằm xuống như khi chúng ta đi ngủ ấy, đúng không ạ? Các bạn tối ngủ thì ai cũng sẽ thở bụng thôi các bạn nhé, các bạn sẽ thở bụng. Vậy là khi các bạn lấy hơi vào, các bạn lấy hơi bằng miệng nhưng mà cho xuống bụng và cho nó thật căng bụng, đúng ạ? Khi các bạn lấy căng vào bụng rồi các bạn vẫn thấy là chúng ta vẫn còn nguyên khoang ngực, vẫn chưa lấy, và các bạn sẽ lấy được thêm một lần nữa, giống như kiểu là cái một cái bình ấy, đúng ạ? Phần trên này, phần đáy này thì các bạn đổ nước vào, nó sẽ vào phần đáy trước, sau đó thì một lần nữa chúng ta lại lấy được cái trên phần thân trên này nữa, cũng giống như là cái phần ngực của chúng ta. Và khi như vậy các bạn sẽ được nhiều lần hơi hơn, và các bạn cảm thấy là tôi có một cái lượng năng lượng dồi dào và tôi cảm thấy yên tâm, không bị thiếu hụt hơi các bạn nhé. Đấy. Về cách lấy hơi thì các bạn cứ nằm xuống như là khi chúng ta đi ngủ ấy. Hít vào chậm thôi ạ, các bạn không thấy ngực căng lên và thấy bụng phồng lên, đúng không ạ? Sau đó chúng ta lại lấy tiếp tục được vào ngực lần nữa, và các bạn như vậy là các bạn đã lấy hơi được bằng bụng rồi các bạn nhé. Đấy. Và hớp hơi thì cho xuống bụng để giữ được cột hơi ở bụng, thổi sáo tốt hơn. Đấy. Cái tiếp theo nữa đó là về cách lấy hơi. Đấy. Còn bây giờ là bắt đầu sẽ vào cách là ngắt câu trong bài như thế nào để người nghe hiểu đúng ý của chúng ta muốn gửi đến họ, đúng không ạ? Đấy, thì về cái việc ngắt câu thì đối với các bạn mà mới luyện tập ấy, thì bước đầu tôi vẫn cho các bạn các bài tập ở dạng nhịp 2-4. Đấy. Và chúng ta cứ hai ô nhịp chúng ta lấy hơi một lần. Tại sao lại phải là hai ô nhịp? Bởi vì là các bạn thấy rằng khi chúng ta mới luyện tập ấy thì cái làn hơi của chúng ta nó yếu, đúng không ạ? Đấy, làn hơi nó yếu.
Chính vì vậy chúng ta nếu mà thổi dài quá thì tôi sợ là các bạn sẽ đuối, đúng không ạ? Nên là 4 phách thì tôi nghĩ rất là hợp lý. Đấy. 4 giây, 4 phách rất hợp lý để các bạn có thể là thổi theo được, đúng không ạ? Và cứ hai ô nhịp chúng ta lấy hơi một lần. Ví dụ các bạn thổi là do re mi fa son la si do, đúng không ạ? Đấy, cứ 4 phách chúng ta lấy hơi một lần. Các bạn nhé. Đấy, là cách là như vậy. Bước đầu là như thế và các bài tập của chúng ta cũng đã như vậy rồi. Và khi bạn quen rồi, qua nhiều bài tập các bạn vào những cái ca khúc rồi. Khi vào ca khúc thì không phải là cứ theo ô nhịp chúng ta lấy hơi được, mà cần phải là theo cái nội dung của trong bài, đúng không ạ? Cũng giống như vậy thôi, ca sĩ họ phải hát hết câu. Theo em anh thì về, theo người ta phải lấy hơi, đúng không ạ? Chứ không thể là theo em anh, đúng không ạ? Như vậy thì cảm giác nghe rất là chối, đúng không ạ? Chính vì vậy là cái việc thổi sáo của chúng ta cũng vậy, cũng phải hết câu hết ý chúng ta mới lấy hơi được, đúng không ạ? Đấy. Hết câu hết ý là như thế nào thì các bạn có thể thấy là trong cái bản nhạc của chúng ta, đấy, thường là tới những cái chỗ mà lấy hơi chúng nó họ cái nốt nhạc ấy, đấy, nó sẽ có trường độ thường là dài hơn các nốt khác. Ví dụ trong bài Tây Lương Nước Quốc đi ạ, bài rất là quen đúng không ạ? Đồ đề ta tôn ta tì tê tô tê ngân ngân pha son la đô rê pha son si la ngân ngân, đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Nó có những cái điểm tương đồng, tức là từ đấy là hết ý, và trong bài này là mô típ là ngân ba, đúng không ạ? Đấy. Hai ba lại lấy hơi vào câu mới. Đấy. Cứ như vậy các bạn thấy là cái bài này tôi cứ thấy là sao có nhiều đoạn ngân ba như vậy, đúng không ạ? Nhiều đoạn ngân ba như vậy, chúng ta cứ cái chỗ ngân ba là chúng ta sau ngân ba là chúng ta lấy hơi, đó là một cái chỗ thể hiện là hết ý của một câu, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là trong bài Việt Nam quê hương tôi đi ạ. Sàn si đô rê 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 mi đê đô hai ba tò na tê tê tòn la đô rê la son hai ba đô rê mi son son rê son hai ba đô, đúng không ạ? Nó có mô típ của nó hết các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ thấy là cái đoạn nào trường độ dài hơn những chỗ khác và nó cứ lặp đi lặp lại, cảm giác có chu kỳ như vậy, thì đấy là các cái điểm lấy hơi hợp lý của chúng ta. Và đương nhiên là gặp những bài mà nó quá dài, những câu quá dài mà không có điểm lấy hơi thì đương nhiên chúng ta phải bằng một cách nào đó lấy hơi trộn, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên là cái việc lấy hơi của chúng ta thì có thể ví dụ các bạn mới luyện tập nhưng các bạn lại thích một bài nó ca khúc mà nó hơi dài một tí thì làm như thế nào để lấy hơi? Đấy. Thì cái việc lấy hơi của chúng ta miễn làm sao chúng ta không làm ảnh hưởng đến nhịp phách của bài các bạn nhé. Ví dụ tôi lấy hơi cái bài Việt Nam quê hương tôi chẳng hạn. Bình thường thì là son si đô re 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 mi re đô hai ba, đúng không ạ? Các bạn thấy câu dài quá thế này thì hơi của mình không đáp ứng được, chúng ta có thể lấy đứt nó ra, chia nó ra làm nhiều đoạn, nhưng chia làm sao lấy hơi nhẹ nhàng và hớp thật nhanh để cái nhịp phách vẫn chạy đều bạn nhé. Son si đô re 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 mi re đô, các bạn thấy là tôi đã chia đoạn đấy ra làm hai lần. Và đương nhiên là cái hơi của tôi khi được tiếp hơi thì cảm thấy là yên tâm hơn, đúng không ạ? Và các cái bài như vậy thì các bạn lấy hơi miễn là nhịp phách vẫn chạy đều nhé. Vừa rồi mình cố gắng là lấy hơi đầy, lấy hơi nhanh, lấy hơi ra tiếng gió để các bạn nghe rõ cái điểm lấy hơi. Nhưng khi lấy hơi hớp hơi trên sáo thì các bạn là hớp nhanh nhưng cố gắng là không tạo ra tiếng gió các bạn nhé. Đấy, để cái việc ví dụ các bạn thổi trước mic thì cái tiếng vang của cái việc tiếng gió mà mình lấy hơi đấy thì nó không bắt vào mic các bạn nhé. Đấy, thì là mình vừa chia sẻ với các bạn, nhất là cách lấy hơi thì các bạn lưu ý là lấy hơi vào miệng các bạn nhé, và lấy hơi xuống bụng. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái cách ngắt câu, ngắt đoạn trong bài rất là quan trọng đúng không ạ? Giúp cho người nghe hiểu được ý của tác giả, hiểu được ý của người biểu diễn là chúng ta, để dẫn đến tránh những cái việc là gây phản cảm cho người nghe nếu như các bạn mà ngắt câu nó liên tục quá đúng không ạ? Đấy. Ví dụ tôi chỉ chia sẻ cho các bạn một câu trong bài Bèo dạt mây trôi, ca sĩ hát là Bèo dạt mây trôi trốn xa rồi anh ơi, đúng ạ? Ấy thì nếu chúng ta hát là Bèo dạt mây, các bạn thấy là nó rất là buồn cười, nó không ra, vẫn ra là bài Bèo dạt, các bạn vẫn hiểu bài Bèo dạt, nhưng mà lấy hơi như vậy nó giống như là chém nát một cái quả cam, một cái con vịt mà chúng ta chuẩn bị là chặt lên đĩa đúng không ạ? Nó không thành hình thù gì cả,
nó chém linh tinh ra, đúng không ạ? Nó nát bài ra, đúng không ạ? Thế nên là các bạn cần phải hiểu được cái việc quan trọng của cái việc là lấy hơi vào miệng và cái điểm ngắt câu trong bài, để các bạn sẽ có ý thức luyện tập, và luyện tập nhiều thì sẽ thành một thói quen các bạn nhé. Cuối cùng thì chúc các bạn sức khỏe, luyện tập thật tốt, và nếu như các bạn có thắc mắc gì trong việc luyện tập sáo trúc thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đó là 097 777 5880, hoặc là qua Facebook Bảo Hiếu. Mình rất là sẵn sàng nhận những câu hỏi để cùng giao lưu với các bạn, để mọi người cùng luyện tập hiệu quả hơn các bạn nhé. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.